Mến chào quý khán giả đang đến với Một Sông Đất của truyền hình Đồng Tháp. Hôm nay thì ekip thực hiện chương trình theo chân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đến Sông Đất tại quận Tân Hội Quán ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Và trong ngày năm mới này thì câu chuyện có gì đặc biệt? Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi nhé. Hôm nay có mặt sớm nha. Vui quá. Xin mời anh Sáu đi xuống đây làm viếng cái chợ quê. Cái chợ quê đâu? Chợ quê dưới kia. Đây là đầu thủ công mỹ nghệ của Long Khánh Na gọi. Ghế hả? Còn bên đây là cái đồ cũng thủ công mỹ nghệ của cái cô ở Công Hòa Thân. Ừ. Thế là mình cũng kết nối nhiều hàng hóa là phải không? Mình đâu có đủ. Trời ơi. Trái xoài. Đó là do giống hay là do mình bao? Do giống. Rồi tôi đi chỗ ăn uống. Đó. Giới thiệu bánh con. Chú Sáu, Bí thư với lại chú Hai, Phó chủ nhiệm Hội quán cùng quý anh chị và quý bà con. Còn thấy thường thì khách tới nhà chú Hai thì mình sẽ mời vô mình uống nước chút xíu rồi mình mới đi tham quan. Còn hôm nay thì con thấy là chú Hai ra tận cửa đón chú Sáu, Bí thư, nhưng mà lại mời ngay ra tham quan cái khu chợ quê của mình, là con đoán là chắc có lý do gì đặc biệt hả chú Hai? Muốn là khoe với anh Sáu một cái gì mình đã làm được. Trực tiếp mình thấy rồi mình dễ nói chuyện hơn, có cái đề tài mình để mình nói chuyện. Trước tiên thì tôi cũng xin báo cáo qua anh Sáu, Bí thư, là mình cũng khang trang một phần ở trên cái đường xá, là hoa kiển đồ này nọ cũng bà con cũng đồng tình, cũng câu tay với nhau mà làm. Tiếp theo nữa là sẽ mời cái anh ở dưới Tân Hậu đem hai chiếc tàu lên, một chiếc to thì đậu cái đầu trên đây là cố định, còn cái chiếc nhỏ là từng khoảng 80 khách thì sẽ di động. Nếu khách xuống muốn trải nghiệm là đi dù thuyền chơi thì chiếc đó sẽ chạy. À, thì bà con thấy cũng nhóm nhóm nhen là mình nhóm lửa rồi họ sẽ đung đung củi vô để cho chạy. Đấy. Nhân cái câu chuyện mà chia sẻ về làm du lịch cộng đồng của chú Hai nãy giờ, chú Sáu, con mời chú Sáu cùng quý bà con sẽ xem một cái clip ngắn mà ban chủ nhiệm Hội quán cũng như là đài đã chuẩn bị nêu lại những cái hoạt động nổi bật trong thời gian qua trong cái hoạt động du lịch của Hội quán mình ha. Ý tưởng làm du lịch cộng đồng dựa trên nông nghiệp và văn hóa bản địa sẵn có được triển khai thực hiện hồi đầu tháng 7 năm 2019 do hai thành viên của Thuận Tân Hội quán là ông Hai Tánh và ông Chính Cang đi tiên phong. Từ homestay Hai Tánh kèm theo một số dịch vụ trải nghiệm, vừa làm vừa vận động các hội viên khác tham gia. Sau 2 tháng, số lượng thành viên cùng làm du lịch đã tăng lên đáng kể. Họ chính thức ra mắt thêm dịch vụ phiên chợ quê. Mỗi thành viên góp một dịch vụ, tổ chức định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần tại Thuận Tân Hội quán, cũng là homestay Hai Tánh. Phiên chợ đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tự tay đổ bánh xèo, động viên bà con tiếp tục phát triển. Ngoài ra, dịch vụ du lịch của các thành viên Hội quán còn có các trò chơi dân gian, trò chơi sinh hoạt tập thể. Đặc biệt thu hút nhiều nhất là trải nghiệm chở chà bắt cá sông, bắt cá cơm khi vào mùa. Tính đến nay, đã có 18 thành viên Hội quán cùng nhau làm du lịch cộng đồng. Lượng khách từ khi đi vào hoạt động đến cuối năm 2019 là gần 1.700 lượt, bao gồm khách quốc tế. Từ 2 người, mà hiện nay thì đã có 18 bà con tham gia rồi, chú Hai vận động được. Để mà tham gia vô này, mỗi người góp dịch vụ ra một cái du lịch cộng đồng. Thì con nhờ chú Hai chia sẻ coi trong đây mình có ai làm cái món nào hay chú? Cái chị này là làm bánh dân gian. Rồi cái đó là cái anh ở dưới kia là vườn dâu. Những đoàn khách nào ở đây thì ở Hội quán đây đều giới thiệu hết. Thì họ muốn đi thăm thì mình hướng dẫn là tới đó. Chú Sáu đi tham quan nước ngoài thì chỗ này chỗ kia thì cái món nào cảm thấy mà nó tạo ra những cái ấn tượng nào mới đó
Chú Sáu chỉ thêm, chú Cháu thêm, tại chú Cháu ở đây thì dân gian thì chỉ nhiêu đó thôi. Thật ra người ta đến đây người ta không phải là người ta ăn, chỉ là ăn. Người ta muốn tìm hiểu, người ta thích hơn là người ta ăn, mà nhiều khi mình nói nó khéo, người ta ăn thấy nó ngon hơn. Thổi hồn vô từng cái sản phẩm du lịch gì đó. Ví dụ đem cái khúc mắm cá lóc ra, giả sử vậy đó, thì nó là một khúc mắm cá lóc thôi. Nhưng mà mình nói thêm câu à, bà con của chúng tôi, dân gian chúng tôi có một câu, ông bà để lại câu rất là hay: cạn đìa mới biết lóc trê, còn ăn móng biết đâu rôi sặc. Thì cái câu đó mình bắt đầu mình giải thích là tại sao là ý ông bà mình nói gì, cái thông qua cái câu đơn giản cạn đìa mới biết lóc trê, là nói là đừng có dặn chúng tôi là đừng có mặc cảm, đừng có tự ái trơn á, bởi vì cái cuối cùng cái quan trọng sau này á, cái đó mới là cái đừng thấy tụi tôi mà tưởng nó bở. Nhiều khi mình nói gì đó thì người khách người ta thấy rằng cái trình độ của cái cộng đồng rồi đó. Chị Ngân nè, cái món nào mình ngon á thì chưa chắc là người ta ngon. Ví dụ mình làm ngọt quá, nhiều người ta lại sợ tiểu đường. Thành ra mình phải ăn rồi phải hỏi, phải thăm dò. Qua cái chia sẻ của chú Sáu nãy giờ thì thấy làm sao chú hai? Mình mần được tới đâu rồi, trong cái định hướng tới thì có tính gì thêm không chú? Thì cái con đường đi thì anh Sáu Bí Thư đã giải thích cho mình nghe hết rồi. Thì bây giờ mình thấy hướng của mình là tha thiết là thực hiện chủ trương cho nó tới bến thì phải động não một tí. Rồi mình phải suy nghĩ ra coi những cái nhiều cái chuyện để mình bày ra cho khách người ta trải nghiệm. Thôi giờ là năm mới, kể cho bà con mình nghe câu chuyện. Bữa đó có ba con chuột, nó đau bụng, nó đi vô trong bếp, nó lục, nó kiếm cái gì nó ăn. Cái nó phát hiện trong cái khạp á, nó có cái cục mỡ ở dưới cái đáy khạp á. Ba con không biết làm sao mà ăn được, thì cái khạp nó lớn quá mà cục mỡ nó nằm tuốt ở dưới đáy á. Xuống từng con không được, rồi ba thằng nó thống nhất nhau là con này nó cắn đuôi con kia để xuống nó ăn. Cái con đầu tiên nó cắn thòng gần tới miếng mỡ, nó mới suy nghĩ trong bụng: bây giờ cục mỡ này có một chút xíu à, mà chia làm ba nữa mà có thấm thía gì không, mình nhào xuống mình quất hết luôn đi, đúng không, không có chừa cho hai thằng trên. Thì nó định bụng vậy đó. Cái con ở giữa đó nó cũng suy nghĩ vậy, nó nói mình là khổ nhất đó, là mình cắn cái đuôi thằng dưới, còn cái đuôi mình bị cái thằng trên cắn, mà thằng dưới thấy nằm lơ mơ là xuống là nó quất hết, là tới xuống tới không có trừ tới mình đâu. Thôi giờ mình thả ra, mình nhào xuống mình đớp cục mỡ. Thì hai con cứ nghĩ vậy, thì con ở trên cùng nó cũng nghĩ vậy, nó mình mới là khổ nhất, là mình chịu sức nặng của hai thằng ở dưới, mà hai thằng xuống dưới nó quất hết rồi thì mình cũng bơ mỏ. Thành ra mình chỉ bằng mình ngu gì thì mình phải chờ nó, giờ mình buông ra mình nhào xuống luôn. Thì ba con nó nghĩ rồi, đều nghĩ gì hết á, là ba con nó nhào xuống cái đống mỡ á. Mỡ nó dính vô cái lông nó chèm nhem, nó đâu có leo lên được nữa, nó trưng trật lớt mà sao nó leo lên. Rồi ông chủ nhà ra, ông phát hiện, ông đập chết ba con. Cái chuyện đó để người ta nói rằng nhiều khi mình hợp tác với nhau mà mình không có nghĩ, cứ nghĩ cái quyền lợi riêng mình rồi cuối cùng nó sẽ thất bại hết. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình đừng có nghĩ nó có cục mỡ nè, mà mình nghĩ là làm sao cùng nhau mình làm cái cục mỡ đó cho nó bự ra, nó lớn ra, để rồi mình chia được cái phần trong đó nhiều hơn. Nếu mình làm nó riêng lẻ là tới cái khúc lúc mà nó ế đó, thường thường nguyên tắc là thường thường rơi vào hả ế, cái bắt đầu anh bị những anh giảm giá trước. Anh giảm giá được thì tới hôm 28 muốn kéo khách lại, ông phải giảm chút xíu nữa, giảm riết rồi hình ảnh mất đi, chất lượng mình cũng mất luôn, rốt cuộc người ta đi hết rồi, mất là mất tất cả. Nói chơi tôi mùng một Tết cũng phải lì xì chứ, đúng không? Rồi chúc kênh phát triển cái hội quán làm du lịch cho mình ha, bà con mình tay cái rồi làm nhiên mừng tới ha, mừng tới người ta mừng được thì mình phải mừng được cái mình có tự nhiên luôn hả? Thiệt không thì thôi chết rồi, cũng phải động viên cán bộ xã rồi sát cánh rồi chứ. Ở đây nữa nè, đây chưa tiếng Anh, đây tặng cho hội quán một về món quà ăn Tết, cũng có một ít xoài sấy khô với xoài trồng theo hướng hữu cơ, cái nhà lá vườn phải không? Cái nhà lá vườn trái ra ngoài chợ mua. Đâu có giả dấu gì được. Quý khán giả thân mến, không khí ngày Tết như thêm phần phấn khởi. Qua chuyến sông đất của Bí thư Tỉnh ủy, chúng ta thấy được những tín hiệu vui từ bà con nông dân. Họ đã sẵn sàng làm mới
và góp phần thực hiện những chương trình lớn của tỉnh như là tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần cho Đồng Tháp sen hồng ngày một vươn xa.